anh em nha. Hôm nay buổi sáng 6 giờ mấy trời nắng lên rồi. Mình với ba đại đầu của mình lại đi tác chiến ở cái đảo, phải đi dây cáp qua nha anh em. Đó, phải đi dây cáp qua sông. Còn cái clip đó hồi đó đi. Còn cái clip đi cáp kia này cái đây, giờ ba mình với ba mình đi, mà bây giờ quên mang cơm ở bên kia xong rồi nên giờ ba mình phải quành về đến đó để lấy cơm rồi nè. Đây. Đây, ba đã đọc của mình phải quành về bên kia để lấy cơm nè. Để mình quay lại camera trước cho anh em xem nha. Tí mình sẽ đánh ở trên đằng sau cái đảo này nè nha anh em. Đảo Đất Hoang nè. Đi qua vội quá một quên mang cơm nha anh em. Ba đầu của mình bắt đầu lấy cơm từ bên cáp treo qua bên này nha anh em. Quang cảnh rất là đẹp. Đây bên này có dừa đồ nhà Thái rất là đẹp nha anh em. Đường sông nước chảy quanh năm. Ba đầu của mình đang kéo cáp treo qua nha anh em. Bên kia cũng có xuồng của người dân nè, nhưng mà mình đi bằng cách treo qua thôi. Quên mang cơm là phải quành lại lấy cơm đó anh em. Rồi tới nơi rồi, sáng tập thể dục kéo 2 lần 4 lần chim thì để đây hết rồi nha anh em. Rồi anh em đón xem video nha. Thank you.
Cùng quá nè, dính gió, đang nghỉ gió. Dính chơi vậy nè. Có lì, dính đỏ bên trời. Mình sợ nó tụt gió nè, đợi cho nó tí nó bay lên nè cho ăn. Nó còn đồng bài vậy nè. Mình đang đợi cho nó bay lên nè, sợ nó sụt gió nè, lỡ nó có sụt ra nè. Giờ đã bắt lên nha. Chỗ nút này. Tận cái nó về cái này. Chỗ nút này. Mình đang bắt nha. Bắt lại chỗ con kia. Đâu ta? Chim khá đẹp nha nè. Đây, kết thúc video đây nha. Anh em xem vui nha.